Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị trong chuỗi các cái series chia sẻ về tiếng Nhật chuyên ngành IT. Trong phần dịch tài liệu chuyên ngành IT ngày hôm nay thì là mình sẽ cùng đến một cái file spec thực tế của một cái dự án, và mình sẽ cùng dịch các cái từ vựng trong đấy và hiểu được là cái file thực tế thì nó sẽ kiểu dạng dạng như thế nào nhá. Như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình thì đây là cái file spec của một màn hình trong một dự án. Nó bắt nguồn từ màn hình top là cái màn hình chính đấy. Sau đó là khi mà click vào một cái hạng mục ở trên màn hình top thì nó sẽ ra cái phần index cơ sự này. Cái thông tin của một cái file spec thì nó sẽ thường bao gồm một cái hình ảnh hiển thị cái nội dung chi tiết, cái layout chi tiết, cái image của nó, xem trên thực tế thì giao diện của nó sẽ như thế nào. Sau đó là từng cái item ở trên màn hình nó sẽ được Kuwashiku Setsume bằng các cái thông tin ở phía bên tay phải đây. Sẽ có những cái dự án thì nó sẽ để nguyên như thế này, hoặc là có những cái dự án thì người ta sẽ đánh số. Người ta sẽ đợi đánh số 1, 2, 3, 4 rồi người ta sẽ ghi 1, 2, 3, 4 ở đây. Còn lại thì cũng có một số dự án người ta làm theo kiểu như thế này. Thì đây là một cái tài liệu thực tế mà mình lấy được. Thì các bạn nhìn thấy ở đây mỗi một cái phần khung ô mà gạch đỏ như thế này nó sẽ tương ứng với lại cái phần chi tiết giải thích ở đằng đây. Bên trên này nó là cái CO sư tự API. API nó là cái nơi để mà mình lấy thông tin về. Ở đây cái tên cụ thể thì mình sẽ để nguyên tiếng Anh là như thế này. Cái phần hình ảnh ở đây thì các bạn sẽ thấy là ở phía bên tay phải người ta có ghi là gì đây. Chiken Kyoyu no Samuneru Gazo no Hyoji là hiển thị cái hình ảnh thumbnail. Hình ảnh thumbnail thì nó chính là cái hình ảnh mà đại diện ấy, đúng không? Hình ảnh thumbnail cho cái phần setting knowledge. Cái chicken ở đây nó chính là knowledge hay còn gọi là cái kiến thức ấy. Còn cái QU ở đây nó chính là selling. Thì trong cái dự án đấy thì trong database người ta cũng sẽ để cái tên trường của mình đó là setting knowledge, nên là trong khi mà mình dịch ấy thì các bạn cũng có thể tham khảo ở trong database người ta đang sử dụng cái gì, hoặc là dự án của mình đang sử dụng cái từ nào tương ứng thì là mình sẽ sử dụng luôn vào đây. Và ở đây mình sẽ để đó là setting knowledge, là chia sẻ các cái kiến thức. Cái phần này thì là mình sẽ thấy cái phần tiếng Nhật ở đây. Cái đoạn tiếng Anh này là tên của cái API đấy này. No response no image URL list から gazo no URL siutoku ste siutoku sta image URL list no 1 mai me no gazo o hyoji. Thì mình sẽ thấy trong spec mình sẽ thấy là hyoji suru chẳng hạn, khi mà cái chữ của mình, động từ của mình ấy, nó là dạng hai cái từ Hán ghép với nhau như thế này này, thì người ta có thể bỏ cái từ sư tử ở đằng sau đi, là hiển thị cái hình ảnh đầu tiên, Ichimaime, hiển thị cái hình ảnh đầu tiên của cái image URL list này mà đã lấy được. Thì cái siêu tốc cự start ở đây thì nó chính là lấy về từ cái API này này. Cái ở đây có một số từ nữa như là let's spawn này. Response ở đây nó chính là cái câu trả lời. Có là khi mà mình trong code ấy, thì là mình sẽ lấy từ cái API này, tên của nó là như thế này, và nó sẽ trả về một cái image URL list, là cái danh sách URL các cái hình ảnh mà mình sẽ hiển thị ở trong cái khung này. Có là mỗi một cái loại bệnh khác nhau thì nó sẽ hiển thị một cái hình ảnh khác nhau, đúng không? Thì nó chính là cái hình ảnh thumbnail đấy, Samuneru Gazo này này. Nên là khi mà mình lấy ở trên API về thì nó sẽ ra một cái danh sách các cái hình ảnh đấy, các cái URL của nó. Sau đó là mình sẽ lấy URL của cái hình ảnh tương ứng cho cái phần index cơ sự này, rồi hiển thị cái hình ảnh đầu tiên của cái image đấy mà mình đã lấy lại, mình đã lấy được về ở trên API. Tiếp đến là Hyoji logic của web app no MB bang no consult no thumbnail gazo no hyoji hoho to onaji. Cái phần này nó là cái phần dấu sao này, komezurushi, là cái phần chú ý đấy, đó là cái nội dung mà người ta bổ sung ấy, là gì đây? Là cái
cái phương pháp hiển thị của cái hình ảnh thumbnail trong cái phần Consulado. Consulado đây là cái phần tư vấn ấy, thì cái dự án này nó liên quan tới cái phần là thăm khám và tư vấn bệnh ngoài da, nên là cái phương pháp hiển thị của cái hình ảnh thumbnail trong cái phần Consulado là trong một cái chức năng khác của cái app này, đó là cái chức năng Consulado là chức năng tư vấn và khám bệnh ấy, của cái bản MB của web app ấy. Thì cái logic hiển thị cái hình ảnh này thì nó sẽ giống như là của cái spec trong cái phần chức năng Consulado đấy. Có là mọi người sẽ hiểu là trong một cái dự án nó sẽ có nhiều các cái keynote khác nhau, nó có nhiều cái chức năng khác nhau. Thì ở đây trong cái phần chú thích cho cái phần hình ảnh thumbnail này, người ta nói rằng là mình sẽ ghép cái URL đấy rồi hiển thị cái hình ảnh đầu tiên của cái URL đấy, đúng không? Thì người ta có nói thêm chi tiết hơn là cái logic hiển thị thì là mình sẽ hiển thị giống như là hiển thị cái hình ảnh thumbnail của cái chức năng Consulado đấy trong cái web app của mình. Gazo ganai bài image URL list no atai ga kara là cái giá trị của cái hình ảnh, cái gọi là trong cái danh sách của URL image mà mình siêu tốc cự về, mình ghép về đấy, mà cái giá trị của cái hình ảnh đấy nó là null. Cái từ kara ở đây nó là null, hay chính là trường hợp là không có cái hình ảnh đấy, giá trị mà null hay bằng nghĩa cái việc là mình không có cái giá trị nào trong đấy, hay là không có cái hình ảnh nào ở trong đấy. Thì trong những cái trường hợp đấy thì mình sẽ hiển thị cái text là cái text, text là cái chữ thôi, nó là cái text hiển thị đấy, cái chữ hiển thị là nó sẽ giống như là cái spec hiện tại. Imamadeno Sio Tori Tekisto Hyoji là hiển thị y nguyên cái text mà giống như spec đã quy định từ trước cho đến nay. Tiếp đến này, cái phần nhỏ nhỏ ở bên trong này nó là cái bao quanh đỏ đỏ này này, thì nó chính là cái Tekisto, là cái text hiển thị đấy. Cái Hyoji Suru Tekisto là cái text hiển thị ở trên cái Gazo Ue, là trên cái hình ảnh thumbnail của cái Chicken Kyoyu của cái màn của cái chức năng setting notice này. Thì mình sẽ hiển thị cái text body, có nghĩa là trong một cái text này nó sẽ có cái phần body của nó. Body là cái nội dung của cái text đó, đúng không? Sau đó là gì? Body no Tekisto ạ, zenbun ga moro te kuru no de 30 mojime o ten 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 ni shite ikou no tekisto no hyoji wa soraku. Ở đây nghĩa là gì? Bởi lẽ rằng là bởi vì rằng là cái nội dung text này này nó sẽ trả về toàn bộ là dêm bừng, gọi là nó sẽ có một cái câu text rất là dài hoặc là cái câu text rất là ngắn, nhưng mà mình sẽ khi mà mình get từ API về ấy, thì nó sẽ trả về cho mình một cái câu text rất là dài. Thì nếu như trong trường hợp mà nó trả về là morote kuru đấy, là nó trả về toàn bộ cái câu text rất là dài ấy, thì là mình sẽ để dấu ba chấm từ cái ký tự số 30 trở đi. Có nghĩa là mình sẽ hiển thị đến cái ký tự số 30, xong từ cái ký tự số 30 ở đây thì mình sẽ ố ten 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 niste, là mình sẽ để lược nó đi, để dấu ba chấm, và sẽ lược bỏ đi cái phần hiển thị text từ cái ký tự số 31 trở đi, đúng không? Từ số ký tự số 30 trở đi, tại vì đây là sanju mojime mà, là cái thứ tự số 30 trở đi là mình sẽ để dấu ba chấm. Tiếp đến là cái khung này thì nó chính là chicken kyoyu ni hyoji suru tekisto, là cái text mà hiển thị cho cái phần setting notice này. Thì body no tekisto hyoji là mình sẽ hiển thị cái phần nội dung text ở cái phần ở đây. Body no tekisto wa zenbun ga morotte kuru no de 100 mojime o ten 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 ni shite ikou no tekisto no hyoji wa soraku. Thì tương tự giống như là cái câu ở bên trên, là mình sẽ hiển thị nội dung của cái text này, toàn bộ cái phần nội dung chia sẻ ở đây, và khi mà mình get từ API về thì nó sẽ trả về toàn bộ cái thông tin của cái đoạn text đấy. Tuy nhiên thì nếu trong trường hợp mà cái đoạn text đấy quá dài thì là hakumojime ô là từ cái ký tự số 100 trở đi thì mình sẽ để cái dấu ba chấm và sẽ soraku là lược bỏ cái phần hiển thị text ở phía sau đi. Izen ni jisso o irai shite imashita ga jisso sarete inakatta no de taiyo o onegai shimasu, là gì? Là mặc dù là chúng tôi đã yêu cầu, cái từ jisso ở đây nó chính là cái phần code đấy, có là ngày trước thì tôi đã từng yêu cầu bên anh code, đúng không? Thế nhưng mà jisso sarete inakatta no de taiyo o onegai shimasu là ngày ngày trước thì đã yêu cầu rồi, nhưng mà vì là mình chưa có
chưa có code được cái phần này, hay còn gọi là dissociative Nakata là câu bị động đúng không, thì nó chưa được thực hiện, chưa được code. Chính vì vậy cho nên là nhờ anh xử lý giúp tôi. Thì cái đoạn này nó chính là cái phần nội dung bổ sung cho cái phần spec mà người ta đang yêu cầu ở đây, người ta ghi chú vào đây để bên mình làm. Thì đó là một cái phần cắt rất là nhỏ trong cái file spec. Tuy nhiên trong cái buổi ngày hôm nay thì mình đã học được cái gì ạ? Đó là trong một cái file spec thì thường nó sẽ có một cái hình ảnh để mà giới thiệu cái phần giao diện màn hình nó như thế nào, rồi từng cái item ở trên cái phần giao diện màn hình đấy nó sẽ được giải thích bằng cái nội dung ở phía bên tay phải đây, hoặc là đánh số 1, 2, 3, 4 và chia sẻ cái nội dung chi tiết của từng cái item đấy trên trên màn hình, xem là mình sẽ cần phải làm gì với nó, nội dung chi tiết nó ra sao, cần phải code như thế nào. Thì đây là những cái nội dung vô cùng là cơ bản trong một cái file spec thực tế, và rất là mong nó sẽ có ích cho các bạn. Trong tất cả các cái nội dung này thì mình sẽ nắm bắt được là tất cả những cái phần katakana thì các bạn nhớ là sẽ để nguyên tiếng Anh là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là trong cái đoạn này thì mình nghĩ nổi bật nhất đó là khi mà mình get hoặc là mình lấy các cái thông tin từ API về, lấy thông tin từ server về chẳng hạn, thì mình có cái từ đó là siêu tốc cự sử dụng, là lấy cái gì đó từ đâu về, từ trên API về, từ trên database về, từ trên server về, thì nó sẽ dùng là siêu tốc cự sử dụng. Và khi mà dịch ấy, thì các bạn cũng có thể dịch là get là lấy, dùng cái từ tiếng Anh ấy, và cái từ get đấy nó cũng là một cái từ mà sử dụng trong cái câu lệnh trong code của mình. Thì đây là cái nội dung mà mình đã dịch, mà như mình đã chia sẻ lúc nãy. Thì các bạn nhớ là có một cái điểm chú ý nữa là khi mà mình dịch spec ấy, thì các bạn sẽ để song ngữ trong những cái trường hợp mà nó là các cái item ở trên màn hình. Ví dụ như ở trong đây nó có cái từ kill chi ví dụ như ở trong đây nó có cái từ là chicken kill you chẳng hạn đúng không, thì là nó là một cái item, một cái text ở trên màn hình, thì các bạn hãy cố gắng là để nó là dạng song ngữ để cho những người đỡ code ấy, người ta sẽ biết rằng là à đấy nó là một cái item ở trên màn hình và sẽ cần phải code theo đúng cái chữ tiếng Nhật đấy, và có thể mọi người sẽ copy paste vào trong code của mình để cho nó không có cái sự nhầm lẫn hoặc là viết sai, đánh máy sai gì đó. Thì đó là cái phần mà chia sẻ của mình ngày hôm nay. Các bạn có thể tham khảo thêm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Zani.